đó chính là khi hai tâm hồn họ đã hòa quyện và đồng điệu với nhau, khi hai cơ thể của họ trở thành hai nửa không thể tách rời, sẵn sàng hy sinh vì nhau để được hạnh phúc bên nhau. Và thưa quý vị, cho dù cuộc đời này kể từ ngày hôm nay có buồn vui, có sướng khổ, có khó khăn nhọc nhằn như thế nào chăng nữa, thì Lan Ngọc và Đại Dương của chúng tôi, họ vẫn sẽ nguyện cùng nhau nắm tay, nguyện cùng nhau chia sẻ bước đi những bước chân hạnh phúc của đời mình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay được sự cho phép của bố mẹ hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, gia đình họ nhà trai, gia đình họ nhà gái chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc và đã lựa chọn được ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó chính là ngày mồng 10 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Nhâm Dần, để lúc này tại gia đình họ nhà gái chúng tôi được trình trọng tuyên bố với quý vị đại lễ vu quy của Lan Ngọc và Đại Dương được chính thức bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Và xin mời quý vị hãy đồng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho ngày hạnh phúc. Và thưa quý vị thân mến, lời tuyên bố lễ vu quy của chúng tôi dành cho Lan Ngọc. Và thưa quý vị, đó chính là những điều tuyệt vời trong tình yêu, một trong những nghi lễ vô cùng quan trọng của những người con gái được sinh ra, được lớn lên, được trưởng thành. Và ngày hôm nay cũng vậy, quy luật đó đã dành cho Lan Ngọc của chúng tôi cùng với người chồng thân yêu Đại Dương của mình. Và thưa quý vị, tình yêu để chúng ta được xích lại gần nhau hơn, đôi tâm hồn sẽ có chung sự đồng cảm và trải qua những tháng ngày yêu thương nhau. Và thưa quý vị, trong tình yêu không thể tránh khỏi những cãi vã, những giận hờn vu vơ. Nhưng điều quan trọng là mỗi khi giận hờn nóng giận nhất, Lan Ngọc và Đại Dương của chúng tôi họ cùng nhau sống chậm lại để họ ước về ngày hôm nay. Họ nghĩ về ngày mà họ được nắm tay nhau, họ được đứng đây với những lời chúc phúc của quý vị. Và để cảm ơn cho tình yêu tuyệt vời đó, thì ngay bây giờ chúng tôi muốn quý vị hãy dành cho Lan Ngọc và Đại Dương của chúng tôi một không gian riêng của mình để họ dành cho nhau một nụ hôn để cảm ơn nhau với tất cả các điều quý vị. Được không ạ? Có được không ạ? Lan Ngọc, ngày hôm nay thì em rất là tuyệt vời. Kể từ ngày hôm nay thì em sẽ xa rời vòng tay yêu dấu của bố mẹ. Lan Ngọc, em sẽ đến với một gia đình mới, một nơi ở mới mà ở đó em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Em sẽ là người vợ của Đại Dương. Em sẽ là dâu con của gia đình và nhà trai với những trách nhiệm cao cả hơn. Và sau đó em sẽ là một người vợ đảm đang cho Đại Dương một điều tuyệt vời. Lan Ngọc, em sẽ là mẹ của những thiên thần đến từ Đại Dương. Và Lan Ngọc, em đã sẵn sàng cho điều đó chứ? Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho Lan Ngọc của chúng tôi ạ. Còn Đại Dương, kể từ ngày hôm nay thì bố mẹ của gia đình họ nhà gái sẽ trao Lan Ngọc cho bạn. Bạn đã sẵn sàng để che chở, sẵn sàng để yêu thương Lan Ngọc của chúng tôi chưa? Và bây giờ thì chúng tôi muốn quý vị hãy dành cho họ một không gian thật tuyệt vời để họ dành cho nhau một nụ hôn. Cảm ơn nhau về thời gian vừa qua, cảm ơn nhau về sự cố gắng trong tình yêu. Và ngày hôm nay, ngày đánh dấu chúng ta lên nghĩa vợ chồng, một kỷ niệm để chúng ta được hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời hai vợ chồng hãy hướng ánh mắt nhìn của mình vào nhau đi ạ. Lan Ngọc, em đặt tay lên bờ vai của Đại Dương để tựa cho tương lai của em. Và xin mời Đại Dương hãy ôm vào eo vợ thể hiện cho sự bao bọc. Và bây giờ thì hãy nhìn vào ánh mắt của nhau để cảm ơn nhau về chặng đường cố gắng trong tình yêu, những giận hờn, những vu vơ, những hạnh phúc. Và ngày hôm nay chúng ta hãy dành cho nhau những điều tuyệt vời nhé. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, xin mời ạ. Một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị, để chúng tôi được chúc cho Lan Ngọc, Đại Dương. Kể từ ngày hôm nay họ sẽ luôn sánh bước bên nhau. Kể từ ngày hôm nay họ sẽ cùng nhau lên bến xuống thuyền, cùng nhau một miền nước hạnh phúc và gia đình. Và chúng tôi muốn chúc cho họ sẽ sớm sinh những quý tử, những thiên thần để bảo vệ cho hạnh phúc lứa đôi, bảo vệ cho cuộc đời và gia đình êm ấm bên nhau. Và thưa quý vị, đó chính là những điều tuyệt trong tình yêu và trong hạnh phúc. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được dành một chút thời gian để nhắn nhủ đến quý vị những điều tuyệt vời trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Và thân mến, như chúng ta đã biết thì con cái luôn là một tài sản vô cùng quý giá của bố mẹ. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, những trái tim nồng ấm, những tấm lòng bao dung của những người làm cha làm mẹ, đó chính là được nhìn thấy các con của mình khôn lớn trưởng thành hạnh phúc nhau. Khi rằng ngày mấy học được trở về hạnh phúc của đời, những người đang hạnh phúc, những người đang đẹp nhất chung sức khỏe, đó chính là ông bà Nam Yến. Và ngay bây giờ chúng ta xin chào rượu và mời lên sân khấu. Hiện ngày hôm nay chúng ta đầy trẻ, đó chính là sự diện của bà.
Nam Yến ngày hôm nay vừa trở về với các con thân yêu, để ngày hôm nay bố sẽ trang ngập cho chàng đại thương hôm nay tác hợp thúc con thân yêu. Và thưa quý vị, đến ông Nam Yến người đình cho của tôi tuổi thanh xuân, đình cho của tôi tình thương của bến sang chúng tôi sức khỏe của đời. Và ngày nay thành quả bố mẹ, trước tiên bố mẹ sẽ ba chân. Vâng ạ, xin chào mọi người diện bẩn lẫn trong gia đình, xin trân trọng kính sự hiện của ba ngày hôm nay. Quý vị, chúng ta đi khắp phát thì sẽ không ai thoát mẹ, và mắt chủ lòng sẽ không phù ký được không. Ngày hôm nay thì công trang nghĩa mẹ sinh thầy. Ngày hôm nay những đứng cao niên trong gia đình chúng tôi đang về đây. Và thưa quý vị, bà nội của năm ngày hôm nay đã trở về đây với dụ của mình để chúc mừng cho cháu gái học, cũng như chúc mừng cho cô đẻ đương thành theo của gia đình họ nhà cả. Và đời cho Lăng Ngọc Dương, cảm ơn bà, cảm ơn những người đã chia sẻ, những người tôi bảo ban dạy dỗ là một ngày hôm nay. Chúc cho nội là mạnh khỏe, là những đầu mà khi Ngọc trở về đây được đón nhận tình nhân chứa đó. Và quý vị, hãy cho bà của Lăng Ngọc một trận lớn với sự hiện diện ngày hôm nay để chúc mừng, để hạnh phúc. Và tiếp theo, chúng tôi trân trọng mời diện của ông bà Nam. Mẹ người đã sinh ra Ngọc vào ngày hôm mẹ về đây để cùng với Ngọc đón nhận thành viên mới đó là con tiếp theo của bố mẹ, đó chính là Đề. Đại hôm nay thì những thằng trai đó cùng trở về đây để chuẩn cho những điều vời và hạnh phúc nhất. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì gia đình của chúng tôi muốn dành cho vị cao niên ông bà nội ngoại dành cho trái Lan Ngọc những món quà thiên. Và thưa quý vị, hôm nay thì sức khỏe của mình phải có mặt tại đây để đón nhận cháu Đại Dương. Nhưng mà ngày hôm nay là dành mở mấy lâu để cho cháu gái Ngọc trước khi cháu lên xe trở về với một gia đình và hạnh phúc mới, với những lời nhắn của những lời hạnh phúc ông bà cổ đáng của Lan ngày hôm trở về để tặng cho cháu gái của Lan món quà tuyệt vời. Và xin mời đó. Quý vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ ngoài người đáng của Lan Ngọc ngày hôm nay vì do sức khỏe không mặt tại với những lời chỉ chúc cho luôn nhiều sức khỏe để theo hạnh phúc của Đại Dương và Lan Ngọc. Xin được ơn cậu ngày hôm nay đã trở về để cùng với Lan Ngọc Đại chúc trong hạnh phúc gia đình người tinh cũng là những phát triển vào hôm mừng Lan Ngọc và Đại Dương Ngọc. Và tiếp tục trân trọng mời chị diễn phía người vất vả, người đã đem sức khỏe để sinh tôi và ngày hôm trở về đi chàng rể Dương người đăng ký bờ Ngọc hôm nay. Chúc các con điều tốt nhất cả bố đã dành cho Ngọc Đại Diệu mình. Và ơn mẹ về quà nhìn nhau anh lắm với nhiều điều. Và việc tiếp theo chúng tôi xin chào mời hiện diện của cậu bò cậu lâm ạ, cùng là trò mẹ số ạ, hiện diện của dì Liên dì Hoa. Điều trân trọng mà hiện diện của Thủy Long với hai em thân Lan Ngọc cùng mà chờ sân khấu đẹp hai em quà. Thân mến đang trở về với sân khấu của chúng tôi lúc này, đó chính là Thủy Long và các em của Lan Ngọc ngày hôm nay cũng trở về đây để trao cho Lan Ngọc Đại Dương những món quà thật tuyệt, những lời chúc đẹp cho ngày hạnh phúc. Và xin được đặt chào tất cả quý vị, hãy chào mắt tất cả lớn để chúc mừng và dành những lời cảm chân thành. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh.
không? Những bức ảnh lưu niệm trong tiệc cưới sẽ ghi lại những khoảnh khắc yêu thương và đáng nhớ nhất. Và lúc này trên sân khấu của gia đình chúng tôi, đó chính những người đã luôn sát cánh với Lan Ngọc. Và ngày hôm nay cũng rất vui mừng khi được trở về đây để dự ngày lễ vô cùng. Chúc cho Ngọc sẽ có hạnh phúc, cho Lan Ngọc về với một gia đình trách nhiệm mới để được hơn rất nhiều những thành công cho sống. Chúc cho Lan Ngọc đừng luôn đem cho nhau những chân lý bời của hạnh phúc. Vâng ạ, tôi xin hiện diện của các sĩ cùng về với Lan Ngọc và Đại Dương ngày hôm nay để chúc mừng cũng như để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời cùng với Lan Ngọc và Đại Dương. Xin trân trọng kính mời. Phải nói đấy, nhiều khi phải nói. Không. Vâng ạ, chúng tôi xin được trân trọng mời sự hiện diện của bác Hải cùng về với sư đệ trao con cháu thân những món quà chúc mừng cho ngày hạnh phúc. Thưa quý vị, gia đình của bác Hải ngày hôm cũng rất vui mừng khi được trở về đây để chào đón chàng rể mới của tại gia đình họ nhà gái chúng tôi, chú rể Đại Dương. Và ngày hôm nay thì bác Hải cũng đại diện cho gia đình chúc mừng hạnh phúc cho Lan Ngọc và Đại Dương luôn được bên nhau đến trọn đời. Và xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn bác Hải cùng với gia đình món quà tuyệt vời ngày hôm nay. Cho bác và gia đình sẽ luôn khỏe, luôn hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Và xin được trân trọng Diệp Hà mời trở với Lan Ngọc và Dương trong buổi ngày hôm nay. Vì ở ngày hôm nay khi mà nhìn thấy cháu gái Lan Ngọc của quý vị được hạnh phúc thì đó là những điều tuyệt nhất. Và xin được cảm ơn những quà, cảm ơn và chúc mừng tốt đẹp nhất, cảm ơn những người bạn thân yêu đã sát cánh cùng với Lan của chúng tôi vui buồn nhất lúc thành công thất bại đều mỗi lần chia sẻ tuyệt vời. Xin mời quý vị một tràng pháo lớn để chúc mừng ạ. Và tiếp theo xin được trân trọng mời chị dì của gia đình nhà dì. Xin mời chú dì cùng trở về với cái sân khấu ngày hôm nay cùng các em trở về với sân khấu, trở về nơi mà Lan Ngọc và Đại chúng tôi họ diễn kiến tại đã nhận chị dì biệt đó và chúng tôi đang về sân ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị nhà dì để dành cho các cháu lời chúc tốt đẹp nhất ngày hôm nay. Thanh lời cho Lan cháu gái thân yêu của dì của chú, cái cảm ơn đã bị bể diệt cảm ơn trong trạch vừa qua với những lời động viên, những lời mừng, những lời đò để Lan Ngọc có được ngày hôm nay. Chúc chú dì và gia đình sẽ luôn được mạnh khỏe, luôn được hạnh phúc.